Alo, chào cô chú chị các bạn nha. Hiện bây giờ thì em nhập tiếp đám tang, đám tang tại quê Diêm Bình Dương mọi người. Hiện tại bây giờ thì em nghe cái tình huống không có tình, có tình định tình nha. Chắc có lẽ là đi thiếu mọi người. Thì em thấy là hiện tại giờ đang di chuyển xuống lên đồi đầu quả tán. Thank you.
Dũng ơi, đừng có xa, Dũng, nghe nè.